center là khoảng 280.000 tiền Việt Nam cho một trái xoài ruby nha. Và ở đây là loại nhì. Còn đây là loại nhất thì nó bán là 2 sen 138 yên, là khoảng 400 mấy ngàn tiền Việt Nam cho một trái, hai trái bự trên đây. Thì hôm nay Quỳnh sẽ mua hai trái, một trái loại nhất, một trái loại nhì, với những cái trái nhỏ nhỏ dưới đây nó bán giá tiền khác nữa mọi người. Giá dưới đây rẻ hơn. Thì đây Quỳnh mua một trái nè. Nãy giờ Quỳnh mua rất là nhiều đồ rồi. À, bỏ tay ra con. Này, Quỳnh mua một trái này nha. Và ở trên đây Quỳnh sẽ mua thêm một trái nữa. Cái gì vậy con? Sao đợi cái máy camera của Quỳnh? Và Quỳnh sẽ mua thêm một trái ở trên đây nữa, là hai trái. Và trái này thì giá rẻ hơn nha mọi người, trái này sen 2 nè. Trái đỏ trên đây thì mắc hơn nè. Đó, hai trái. Và Quỳnh sẽ mua thêm một trái bên đây, lại rẻ hơn chút xíu nha. Thì lại rẻ hơn chút xíu, ở đây thì nó bán là giá 700 mấy nè. Là nó bán hai trái. Hai trái này là rẻ nhất nè. 800 mấy, nhưng mà cái loại bên đây á, cái loại bên đây đựng trong hộp này với cái loại bên đây thì nó đều như nhau hết mọi người. Nó đều như nhau hết, cho nên Quỳnh sẽ mua một trái bên đây thôi, tại vì mua nhiều quá ăn không hết á. Rồi cái nào ngon ngon nha. Hay. Rồi, để thêm trái này nữa nha. Là tổng cộng Quỳnh sẽ mua 3 trái về ăn rồi review cho mọi người xem cái xoài ruby ở Nhật thì nó như thế nào nha. Rồi bây giờ thì Quỳnh đã tính tiền ha, nãy giờ Quỳnh mua được một mớ rồi. Hôm nay mình sẽ ăn 3 loại xoài đỏ của Nhật nha. Bên đây thì là cái hàng bán trái kiwi mọi người. Trái kiwi. Và phía bên đây thì nó bán dưa hấu với dưa lưới. Dưa lưới của Nhật cũng là nổi tiếng lắm nha mọi người. Dưa lưới của Nhật nha mọi người. Đây, mọi người thấy rất là ngon. Mấy cái đều lưới của nó rất là đều và rất là ngon luôn. Đó. Đây là dãy dưa lưới. Rồi hôm nay mình mua nhiêu đây thôi, rồi mình về và đang review cho mọi người xem nha. Và theo như thường lệ thì trước khi ăn thì Quỳnh sẽ mở ra quay cận cảnh cho mọi người xem trước cái đồ ăn mà Quỳnh hay ăn. Thì hôm nay Quỳnh mua là có xoài ruby loại 1 và xoài ruby loại 2. Đây là cái xoài Mexico thôi mọi người. Bây giờ Quỳnh mới thấy nè, đây nó có ghi chữ xoài Mexico, cho nên Quỳnh sẽ bỏ trái xoài này ra. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ mở cái trái xoài ruby của Nhật ra cho mọi người xem trước. Thì trước tiên á là Quỳnh nghe được cái mùi rất là thơm của trái xoài mọi người. Và bên trong của nó đây. Trái xoài này á, thì ở dưới cái hộp á, thì Quỳnh thấy có một tờ giấy. Tờ giấy này thì người ta có ghi là cái quy trình người ta trồng nha mọi người. Thì cho mọi người xem là quy trình người ta trồng là một nhánh của nó là chỉ có một trái thôi, và khi nó chín thì nó sẽ tự rụng và nó rớt vô bên trong cái bịch lưới như thế này. Và ở dưới đây thì người ta có giới thiệu cái chỗ trồng và cái cách ăn cái loại xoài này, có hướng dẫn cách ăn nè. Thì mình dựng đứng trái xoài lên và mình cắt trái xoài này ra làm hai, sau đó thì mình sẽ chẻ muối ra ăn y như là mình ăn xoài bên Việt Nam thôi mọi người. Đó, nay Quỳnh cũng là lần đầu tiên mình mua cái xoài này ăn đó mọi người. Đó, rồi bây giờ sẽ cho mọi người coi cận cảnh cái trái xoài này. Nó rất là thơm nha mọi người. Cái cuống của nó trên đây nó vẫn còn là vít nhựa, vít mũ của trái xoài nó rụng, nó tự rụng nha mọi người. Xoài này nó tự rụng, cầm lên rất là chắc tay luôn. Và trái xoài này nó đỏ hết, nó đỏ hết nguyên một trái xoài luôn, nó đỏ hết toàn bộ. Và cái tên của nó ở ngoài thì nó tên là Miyazaki. Miyazaki nha mọi người. Nó là xoài đỏ mặt trời, rất là thơm luôn. Thì Quỳnh sẽ để đây và một chút Quỳnh sẽ cắt ra cho mọi người xem. Bây giờ thì Quỳnh sẽ lấy tới cái trái xoài thứ hai. Cái trái xoài thứ hai này thì ở phía đằng sau của nó cũng có một tờ giấy nha mọi người. Nhưng cái trái xoài này nó không có trồng giống như kiểu của trái xoài này. Cái trái xoài này thì nó chỉ cách ăn thôi, nhưng mà nó là loại 2 cho nên là
nó không có hình ảnh để mà giới thiệu cái trái xoài trồng như thế nào. Nó trồng giống y chang những trái xoài khác thôi mọi người. Cũng một chùm như thế mà nó không có để rớt xuống mà người ta sẽ hái nó đó. Và đây cho xem cho mọi người xem. Cái trái xoài này thì nó có màu vàng vàng hơn. Cho nên mọi người mà mua ở bên Việt Nam á, thì mọi người cũng lưu ý nha. Xoài đỏ mặt trời thì nó đỏ hết nguyên một trái xoài. Còn nếu mà nó có vàng như thế này nè, thì nó là xoài loại 2 chứ không phải là xoài loại 1 nha. Cho dù ở trên đây nó có ghi chữ tiếng Nhật đi chăng nữa, nhưng mà nó có màu vàng như thế này là nó loại 2 nha mọi người. Để tránh trường hợp mọi người mua và mọi người không biết á, để tốn tiền nha. Đây, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt xoài ra ăn thử review cho mọi người xem. Con chào cô chú đi. Con xin chào cô chú. Sao mới ngủ dậy cô chú ơi. Quỳnh sẽ cắt trái xoài ra và Quỳnh sẽ ăn trái xoài ruby, hay còn gọi là xoài đỏ mặt trời của Nhật nha mọi người. Quỳnh sẽ cắt trái xoài này ra trước và Quỳnh sẽ cắt theo hướng dẫn, mọi người thấy không? Ở trong lót mà lót thành hai miếng nha mọi người. Nó sợ trái xoài hư á, dập cho nên lót hai miếng. Quỳnh thấy trái cây bên Việt Nam mà có lót thì cũng lót có một miếng thôi, còn đây lót hai miếng mọi người. Lột cái miếng này ra luôn để dễ cắt nha. Dựng đứng trái xoài lên. Trái xoài bán ở Nhật mà cũng dựng đứng lên như thế này mọi người, chứ không có để nằm ngang như vậy mọi người. Dựng đứng lên như này và dán cái miếng này lên như thế này. Quỳnh cũng mới thấy luôn, làm cầu kỳ quá. Đầu tiên thì Quỳnh thấy là rất là thơm. Thơm lắm mọi người ơi. Thơm cái mùi xoài ghê luôn á. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ cắt nha, cắt trái xoài. Mình sẽ cắt theo chiều dọc như người ta chỉ nha. Rồi. Wow. Ở trong vàng ống luôn mọi người. Đây cho mọi người xem. Đó, trong. Ở trong thì nó vàng mực nha mọi người, vàng mực luôn. Bây giờ thì Quỳnh sẽ khứa theo cái cách người ta làm nha. Wow. Ăn xoài này cũng giống y chang bên Việt Nam mình ăn thôi, chứ không có gì đâu trời. Chỉ cách ăn nữa, lận lên. Bây giờ thì Quỳnh sẽ sắn thử một miếng cho Sa nha. Biết Sa chịu ăn không? Sa ăn thử miếng xoài nè con. Xoài này mắc lắm con. Trời ơi, ăn thử đi con. Đang uống không ăn hả? Để mày để đây nha. Mày để này cho Sa chút Sa ăn nha. Xin mời tất cả mọi người nha. Thơm lắm mọi người ơi. Trời, nước đâu quá trời. Ngọt. Nó ngọt rất là thanh mọi người. Nó ngọt không phải là nó ngọt gắt y như là cái xoài cát hòa lọc bên Việt Nam của mình. Nó ngọt, cái vị ngọt rất là thanh. Mà trước giờ Quỳnh mới ăn thử cái trái xoài này. Ăn ngon mọi người. Khi mà ăn vô, nó ngọt liệm, nó không có ngọt liệm, mà nó ngọt thanh và nó rất là thơm mùi xoài luôn. Ở ngoài nhìn á thì có vẻ trái xoài nó hơi cứng, nhưng khi mình cắn vô bên trong cái lớp xoài thì nó rất là mềm và nó tượm nước rồi mọi người. Nó có sơ nha mọi người, nhưng sơ mềm, cái sơ mềm. Quá ngon. Quỳnh ở Nhật hôm nay là bao nhiêu lâu rồi đó mà hôm nay mới ăn chứ xoài mắc kìa. Đây mình sẽ mở cho ăn xong một trái thôi. Quỳnh sao cho ăn xoài thôi cũng ăn mọi người. Sao thấy cái gì lạ lạ là sao không ăn? Phải tập ăn từ từ chứ không? Còn con làm gì sao? Con không ăn là con ngồi đó đi. Cái gì lạ lạ cũng không ăn á mọi người ơi. Wow, rớt mẹ cho chú xuống đất rồi. Má mày.
Nó mắc như vậy nó xứng đáng đồng tiền bát gạo mọi người. Bữa mọi người hay hỏi Quỳnh á là tại sao không mua xoài ruby ăn đi mà tới giờ mới review. Bởi vì ở Nhật á, tháng 5 tháng 6 là mùa xoài ruby á. Bởi vậy hôm nay Quỳnh mua rẻ hơn bình thường mọi người thấy không. Hôm bữa Quỳnh đi quay giá siêu thị cho mọi người xem, nó bán trái xoài ruby là nó bán tới 3 cent mấy, là 600 ngàn tiền Việt Nam. Bây giờ nó đang vô mùa xoài, nó bán rất là ngon mọi người ơi. Và mọi người hồi nãy Quỳnh cũng cho mọi người xem cái hình này đó. Cái hình trái xoài mắc nhất thế giới là nó trồng mà là một nhánh. Một nhánh khi nó lên là một chùm xoài đúng không? Nhưng mà nó chỉ lấy đúng có một trái và nó trồng đúng có một trái thôi. Và khi trái xoài nó chín á, thì nó sẽ tự rụng vô bên trong cái túi lưới. Bởi vậy cho nên là cái trái xoài này là trái xoài chín cây nha mọi người. Nó chín cây nhưng nó không quá mềm và cũng không hư á. Người ta trồng nó rất là kỹ á. Bởi vậy nó bán giá rất là đắt đỏ luôn. Còn cái xoài bên đây thì nó trồng một chùm nhiều trái. Nó cũng là xoài Nhật luôn. Và nó trồng một chùm nhiều trái và nó trồng ở chỗ nơi khác. Chứ không phải là cái chỗ nơi trồng xoài này. Quỳnh cho sao ăn sống ăn coi, ăn thử miếng đi. Không ăn mọi người ơi. Không ăn để đi, chúc cho bạn ăn. Cái đợt tháng 4 vừa rồi ở Nhật có mọi người là cái đợt xoài đầu tiên nó vừa xuất xưởng, xoài ruby này nè, và anh đem bán đấu giá. Thông thường á, mỗi năm ở Nhật á, nó coi những cặp xoài nào mà ngon nhất á, nó sẽ đem bán đấu giá. Thì cái cặp xoài mà đấu giá mà mắc nhất năm nay mình thấy hai trái cho một cặp xoài mà lên đến 100 triệu 50 man một người. Vậy mà cũng có người mua ăn. Đúng là cái giới nhà giàu có khác mọi người. Nó nhập từ Nhật về Việt Nam thì cái giá nó sẽ mắc hơn gấp đôi nha mọi người. Nếu ăn trái mùa sẽ mắc dữ nữa. Còn bây giờ vô đúng mùa đây. Quỳnh ăn trái xoài 400 ngàn đó trời. 400 mấy luôn. Quá ngon, quá xuất sắc. Xài ra cũng sẽ cắt chiều đứng luôn. Wow. Đó đi. Cũng may là ăn đúng mùa mà còn giá này mọi người. Nó mắc cỡ này á, nhai luôn cái vỏ và nuốt luôn cái hộp quá. Bây giờ mình sẽ xẻ nó ra. Nếu mà ăn được ăn luôn, đỡ phí tiền mọi người. Mọi người, Quỳnh ở Nhật thì Quỳnh ăn cái xoài này á, thì tính ra giá là mắc đó nha mọi người. Nếu mà nhập về Việt Nam thì phải gọi là quá mắc. Nó cũng ngọt mọi người. Nhưng tính ra khi mà Quỳnh ăn cái xoài này với xoài này thấy nó khác nhau rõ rệt luôn. Đúng là hai giá tiền khác nhau cho nên nó khác nhau mọi người. Cái xoài này nó ngọt thanh và nó ngọt vô tới cổ họng mình ăn xong nó vẫn còn ngọt. Còn cái xoài này thì nó hết tan liền mọi người. Nó tan liền là cái xoài Mika bên Việt Nam mình vậy đó, nó ngọt như vậy. Mà nó tan liền luôn. Nó không có một chút xíu gì gọi là chua nha mọi người. Quỳnh cắt thử cái miếng bên này mình ăn thử coi. Quỳnh cạp thử miếng bên này coi. Với miếng bên này. Nó ngọt thanh mọi người. Nó ngọt thanh. Khi mà Quỳnh ăn hai cái sa cải với nhau thì Quỳnh thấy bên đây nó hơi chua. Nó chua rất rất là nhẹ. Còn khi Quỳnh ăn một mình nó thì Quỳnh không cảm nhận được độ chua mọi người. Nhưng cái xoài mắc nhất vẫn ngon nhất mọi người. Thật ăn rồi mới thấy đáng đồng tiền bát gạo. Ngon.
Không hiểu sao so với nhà giàu ở Nhật mọi người. Nó nghĩ sao mà nó mua đấu giá hai trái xoài 50 man bằng một tháng lương của người ta đi làm công nhân. Không dám làm công nhân đâu. Mà làm là làm coi như là hả có học bằng cấp mới làm được một tháng 50 man nha mọi người. 50 man là 100 triệu á. Chứ mà không có học bằng cấp là không có làm được một tháng mà 50 man đâu nha. Trời ơi. Nó giàu mà ở bên Nhật có mọi người, nó giàu mà có hai bà kia ở bên Nhật mà giàu lắm. Hay đăng TV nha mọi người.